Dạ vâng, Nguyễn Đại xin chào quý vị và các bạn đã trở lại bản tin COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sáng ngày 22 tháng 10. Lời nói đầu tiên, Nguyễn Đại xin chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui, khỏe, tràn đầy năng lượng. Theo báo cáo của tiểu ban thông tin tuyên truyền, thì từ 18 giờ ngày 21 tháng 10 cho đến 6 giờ ngày 22 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 12 ca mắc mới. Như vậy là giảm 10 ca so với ngày hôm qua. Cụ thể, trong 12 ca mắc mới có 8 ca về từ vùng dịch, 1 ca trong cơ sở y tế, 1 ca trong cơ sở điều trị và 2 ca trong cộng đồng. 2 ca trong cộng đồng thuộc hai huyện đó là huyện Cao Lãnh và huyện Tân Hồng. Huyện Cao Lãnh có 1 ca, 1 ca ở ấp 1 thuộc địa bàn xã Mỹ Long. Huyện Tân Hồng có 1 ca, 1 ca ở ấp Anh Dũng thuộc địa bàn xã Tân Thành A. Vâng, với 12 ca mắc mới trong buổi sáng ngày hôm nay, nâng tổng số ca dương tính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến nay là 9.397 ca. Dạ vâng, quý vị và các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch COVID-19. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.